Bí quyết dành cho hội chị em phụ nữ mỗi khi đăng story thả thính crush dính ngay từ lần đầu chạm, đảm bảo là chỉ có chuẩn. Cách để con gái mà gọi lựa chọn nhạc cho cái story ấy, nó cũng rất là đau đầu. Thế mày không phải là mày chọn bừa một cái bài nào đấy là được nhá. Cái bài nào mà để được cái thằng con trai ấy, nó nghe theo ấy, mà nó có cái cớ để mà nó bắt chuyện với mày ấy. Thì đấy mới là một bài hát mà có giá trị, một bài hát sống. Cái bài hát mà cứ để như thế vu vơ như thế thì thôi nha. Đấy là lý do tại sao story ít được xem à? Ừ, đúng rồi. Hoặc kể cả cái caption ấy, cái caption cũng phải để làm sao ấy, để cho người ta có cái cớ để người ta nhắn tin đấy mày. Thay vì đăng là hôm nay trời đẹp quá đúng không, mày sẽ đăng là hôm nay trời đẹp quá nhưng lại phải đi chơi một mình. Đúng này, tất cả đều đúng, hợp lý. Những cái thằng mà nó thích mày kiểu gì nó nhắn đi với anh. Ha ha đi chăng nữa thì cũng là cái cùng có sự có sự tương tác. Chứ còn hơn là một cái story mà không ai tương tác kiểu với mày. Mày đang muốn có trai nhắn tin với mày thì mày phải làm sao để trai nó nhắn tin với mày. Đối tượng mà mày đang muốn nói chuyện với mày ấy, toàn là những đứa mà không biết tiếng Anh. Mày để tiếng Anh, mày để caption tiếng Anh, chó nó hiểu. Làm sao có người yêu được. Đấy, thấy chưa, bố thỏ hồi tao thiên tài. Damn. Đó, thấy chưa, đăng ba là 9.000 ngày không ai dép story. Tao vừa đăng 1 phút xong là có người rồi đúng không? Trời ơi, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa.